Xin chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và tiếp tục quay trở lại các anh em trong video clip này thì bên JK cho em tổng hợp cũng lên video cùng một lúc 4-5 mẫu loa siêu chép với những dòng chép rời. Những mẫu chép này ngoài chức năng tăng thêm giải chép giải cao gọi là giải siêu chép ấy, cho các anh em ghép vào những đôi loa hay là những dàn nghe nhạc các anh em cũng như dàn hát karaoke, thì nó còn có một cái nhiệm vụ nữa là trang trí và trưng bày. Ở đây các anh em nhìn thấy tất cả những cái mẫu ở đây rất là độc đáo và đặc biệt. Em sẽ zoom máy lại gần. Hiện tại em đang sử dụng con đẩy để đánh trực tiếp vào đôi chép Pioneer X200. Dòng Pioneer X200 này thì là hàng sách tay từ Made in Japan này, của Nhật. Và nó được làm bằng thân vỏ gỗ, bằng gỗ thông già cũng như được tiện cắt rất là chi tiết do hãng sản xuất ra. Cực kỳ chi tiết và sắc nét. Dòng này thì các anh em phải yên tâm rồi. Vỏ đẹp. Mặt trước của nó thì là dòng thép không gỉ 316L và mạ sần chrome. Ở đây thì con này nó cho công suất chúng ta đánh ra được cái mức max lên được là bao nhiêu đây ạ? 200W. Max lên 200W và nó có hệ thống chống chập cháy rồi nên các em sử dụng hoàn toàn yên tâm. Dòng Pioneer. Mặt được cắt diamond CNC rất là nét. Với cặp Pioneer X200 này hiện tại em báo giá luôn là hiện tại mẫu này sách tay về tới chúng em đưa ra cho các anh em là 1.500.000 đồng. Màu em có màu cà phê đấy, em có cả màu cà phê để giúp các anh em nó phù hợp với dàn nhạc nhà chúng ta hơn. Về tiếng chép của con này thì cực kỳ tơi nhẫn, sạch, không có sạn xiếc gì trong tiếng chép nó đánh ra, vô cùng tí ta tí tách. Đầu đạn nhỏ mạ sần chrome. Tiếp theo nữa thì em có cái mẫu đến từ Mỹ, đó là mẫu loa siêu chép ST200. Mẫu ST200 chúng em hiện tại cũng đang có hai màu sắc, một màu đen và một màu cà phê, đều sở hữu cái mặt trắng, mặt bích trắng. Em hay gọi là chép mặt quỷ đấy, hay gọi là chép đầu đạn hỏa tiễn với cái đầu đạn ở bên trong. Và chất liệu của nó thì bằng thép không gỉ cao cấp, trắng sáng bóng, cắt CNC rất là tỉ mỉ. Và hộp của nó là màu hình vuông, vật liệu chất liệu gỗ cao cấp, chống ẩm cũng như là chịu được nhiệt độ khắc nghiệt ở cái môi trường ở chúng ta. Công suất con này thì đánh cao hơn con X200, nó đạt được 400W. Dòng này là hàng sách tay từ Mỹ về, thương hiệu JBL, tiếng rất là hay, đanh. Hôm qua em có lên video, các bạn có thể thấy em khảo mẫu này bên chúng em về rất nhiều từ trước đến nay, đều. Nhưng mà số lượng hàng thì các anh em phải order thì chúng em mới đặt được về. Cạnh đấy thì em có những cái mẫu như là ngay đây các bạn có thể nhìn thấy mẫu bốt. Bốt này là mẫu chép cóc màng giấy, nó nhỏ. Nó thể hiện cho chúng ta được cái công suất là 100W một con. Và con này là Made in USA, hàng sách tay từ Mỹ về, rất là nhỏ. Ghép với những cái dàn nhạc các anh em đang nghe, gọi là dàn trung, dàn tiểu đấy, dàn bé, dàn nhạc bé. Ghép với những cặp loa Bose 301 CD3 tiếng rất là hay, chí cha chí chóe, tơi lắm, dòng chép giấy. Còn nếu mà đánh công suất lớn hát karaoke thì một trong hai dòng này là phù hợp. Con JBL 200 này là đang có giá là 2.2 triệu này. Tiếp bên dưới thì em có những cái mẫu như là Bose T8. Bose T8 từ này em có cái mẫu nó bằng vỏ gỗ rất là chất như thế này. Con T8 này cũng hàng sách tay Mexico về, cũng là dòng chép giấy, đẹp, sang trọng, không có một cái gì để chê. Con này thì rẻ nhất này, 1 triệu. Ok, với những cái dòng chép Bose T8 đã ok quá rồi. Em còn cái mẫu là SA5 và SA7. SA5 thì nó là từ thường nên là mặt bích nó to hơn một chút. Nó cũng dòng mạ sần chrome đây, được làm như cái bình rất là đẹp, tỉ mỉ. Nếu làm được ra cái này cũng mất rất là nhiều công và đi lựa chọn gỗ. Cái này thương hiệu hãng người ta tính toán cho chúng ta rồi. Thường thì dòng loa hay tất cả những dòng chép rời thì thường sẽ làm trên vật liệu là như thế. Bose SA7 này thì nó cao cấp hơn một tí, nó là dòng từ neo. Bose từ neo này nó cái đầu đạn của nó rất là nhọn, phóng tiếng chép ra. Cũng dòng thép không gỉ, chất lượng cao, rất chi tiết và hay. Dòng này em có những cái video test rất nhiều rồi. Và video này là để gợi nhớ lại, nhắc lại cho các anh em là hiện tại chúng em vẫn có những cái mẫu loa siêu chép rất là độc đáo như thế này. Ngoài cái chức năng tăng thêm tiếng chép ra thì nó còn có thể giúp cho các anh em trưng bày, thể hiện được cái tôi cũng như là cái đẳng cấp và cái sự sưu tầm, ham sưu tầm những đồ độc lạ. Nhưng các anh em nhìn thấy hình dáng rất là độc đáo. Dòng này thì
thường ít xuất hiện trên thị trường. Với những cái độc đáo như này nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái nhìn, một cái nhìn nhận khác, cũng như là một cái nể phục từ bạn bè là chúng ta săn tìm được những cái sản phẩm như thế này, giá rất phải chăng, chất lượng cực kỳ ok, hay trong tầm giá. Em đang đánh đôi Pioneer này, mời các anh em nghe thử đôi Pioneer, em tăng volume lên, tiếng chép rất là tơi, không bị chói, nghe không bị đinh tai nhức óc, thoải mái, giúp cho dàn nhạc chúng ta mà bí tiếng thì có thể phối ghép thêm con chép như thế này, giúp cho tiếng rất là nảy. Và tất cả những mẫu chép này hiện tại chúng em đang có đang showroom, và để được tư vấn chuyên sâu hơn thì các anh em có thể liên hệ cho chúng em qua một trong hai số hotline 0963589192 và 0965503357. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.